Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Dying Light The Fallen phiên bản Việt hóa trên kênh của mình. Chúng ta đang ở cái lều của hai cái thằng sinh đôi. Và hai cái thằng sinh đôi này nó đã thoát khỏi cái khu vực thành phố Haran bằng cách là dùng máy bay. Nó đi cùng với lại ông chủ tụi nó là cái ông tỷ phú đấy, có tên là Ngài Vodkan. Nhưng mà bây giờ thì trong tập trước nó tụi này cũng đã nói là những cái ông đó, ông dùng dù, ông nhảy xuống khu vực phía Tây rồi. Và nó đang nhờ chúng ta đi tìm cái ông đó. Nhưng mà trước hết, mình muốn làm cái nhiệm vụ này trước đã. Đấy, kiếm tiền thưởng. Bữa giờ thì hơi ít làm cái này. Thật ra có nhận nhưng mà chưa làm bao giờ. Bắn mục tiêu bằng mũi tên. 6.000 điểm kinh nghiệm luôn kìa. Thử coi nha. Rồi sao? Coi nhiệm vụ nó coi nào. Đi đến thị trấn cũ không được. Bây giờ đâu có quay về thị trấn cũ được. Kết thúc thời gian thử nghiệm trong thời gian yêu cầu. Không cho điểm kinh nghiệm mà chỉ cho dao găm. Bay giọt qua kẻ thù. Cái nào hay không vậy? Mau tới đây. Bắn đĩa bay kìa. Thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm. Thử chơi cái này kìa. Hy vọng là nó không yêu cầu chúng ta quay về thị trấn cũ nha. Ủa? Đánh kẻ thù trên không là sao? Nghĩa là tự trên nhảy xuống hả? Toàn bắt cái nhiệm vụ gì không vậy? Xuyên sọ hai cái địch trong một viên đạn. Nhận hết rồi. Kết thúc. Nhận hết rồi. Tưởng đâu có nhiệm vụ nào nó cho chúng ta bắn súng luôn chứ. Nhưng mà chắc không có. 1 km xác định vị trí của Ngài Vulcan. 1 km. Ở đó thì dọn xong sẽ sở hành một cái safe house. Cách đây khá gần à. Đi mà khoan. Lần trước mình có lụm được một con búp bê, giờ chúng ta sẽ thay con búp bê đó. Phun sơn đứt mẹ, chơi luôn. Đồ phụ tùng là F7. Thay con búp bê này đi. Thấy chưa? Nhìn ngầu liền. Mỗi tập thay một màu sơn. Đi. Đâu gì ba? Bên kia sông, bên kia sông. Ta phải tìm đường qua bên kia sông. Có đường qua không? Ở trước mặt có đường qua, trước mặt có đường qua. Mày. Ê, ngay đây, ngay đây. Bọn này sẽ dùng cái cây này cho tụi bay. Chạy. Chạy. Đánh người xong hả? Chạy. Ây da. Ôi. Mày chết mày. Nobody knows, I swear. Phải chịu khó cứu người. Năm ngàn điểm kinh nghiệm quá dễ dàng. Please take this. You saved my life. Rồi, trở lại xe. Ơi mà đây có gì không? Đây chỉ là một cái chỗ thượng thờ cái bà Đức Mẹ thôi.
biết người phải xác thật cũng vậy. Trời ơi, nó cúng cái gì đây? Ghê quá. Không biết đó là tim động vật hay là gì. Phải chịu khó mở những cái safe house như thế này. Buổi tối còn có chỗ mà trú. Ô, có xe gió kìa. Lên có xe gió kiếm đồ trước đã. Không lên lại nói. Lần này hy vọng lên sẽ có đồ ngon. Thấy không? Ngon lành. Ô, có bot. Ô, tuyệt. Đứng đây bắn nó được luôn. Súng trường quân đội rằng ri. Đấy, đồ ngon đấy. Đồ ngon của mọi người. Đam có 137 thôi. Đem về bán chứ có được cái gì đâu. Này có con bot. Đứng đây bắn nó luôn. Dùng súng trường đi. Đấy. Cái cây súng cảnh sát này đam tới 300 mấy rồi. Còn cái cây mới lụm đam có 100 mấy. Cho mày một phát. Chết đi con. Tao đứng đây thì mày khỏi bắn. Mày khỏi làm được gì hết. Đúng ngu luôn kìa. Đứng im cho mình bắn. Chả làm được gì. Con này là một trong những cái con con quái vật mà nó phun đờm ấy. Con khạc đờm ấy. Mà con này là một loại biến chủng. Nó bự. Nó bự như con Demolisher. Nếu mình xuống dưới có khả năng sẽ bị trúng độc. Thôi cứ đứng đây bắn cho lành. Bắn vô đầu nó đam mới cao. Bây giờ căng vô đầu không? Thấy máu thục không? Nè mọi người để ý nha. Ở bên cái góc trên đó, nó có cái hình hai thanh đao đúng không? Đó là cái thanh kinh nghiệm đấy, chứ không phải là đam đâu. Mấy tập trước mình tưởng nhầm đó là đam. Mình bắn cái cho mọi người để ý nè. Đấy. Nó ghi cái cộng 4. Cộng 4 nó không phải là đam 4 đâu. Lần trước mình lầm rồi. Cộng 4 nó là 4 điểm kinh nghiệm cho cái thanh kỹ năng chiến đấu đó. Bây giờ mình đang level 22 đấy. Còn bên trái là cái thanh kỹ năng nhanh nhẹn level 19. Lần trước mình cứ tưởng đó là cái đam, nhưng mà thực chất không phải đam. Muốn biết có đam gì hữu ích là nhìn cho thanh máu là biết liền. Thấy đó, đó thấy phục không? Rồi, thế là xong một bé. Đơn giản như đang giỡn. Bạn đã học được cách chế tạo cánh chiên. Thêm hiệu ứng trái mạnh khi bạn tấn công. Yêu cầu là có phải có rìu một tay, cuốc chim hoặc là cuốc rìu. Vậy chúng ta xuống bằng cách nào đây? Xuống không khéo là chết sắp mặt đi. Phải nhảy xuống cái đống rơm. Hy vọng là nhảy xuống chúng nha. Không muốn chết oan chết uổng đâu. Ôi mày quá. Rồi. Giờ thì vô dọn tiếp mấy con zombie khắc ké. Lên đây. Lên lẹ lên. Mày này. Mày này. Vừa làm một pa nhảy từ trên xuống rồi thấy giờ đơn giản không? Vừa nhảy xuống vừa cắm thẳng vô người đó. Ủa, có con bự bự chết nó để lại gì không? What the hell? Mày đùa với tao à? Đây, thưởng. Cái đó là không biết là cái gì luôn. Trời, nó cắn chết chó luôn. Kinh quá. Mình phải vô trong nhà. Mình chịu khó lút tí mọi người ạ. Lút tí đi rồi biến cái này thành safe house luôn. Bên
như đây không phải là cái safe house rồi. Tại vì nếu là safe house nó phải hiện lên cái gì. Chỉ có cái này thôi. Bộ phận ma sát level 2. Rồi hết. Bên kia xong có cái gì vậy? Cái giữa đảo có người sống sót nè. Chúng ta tới tới đảo đi ta. 176m chắc gần rồi. Để ra xuồng rồi nó cho chúng ta bơi xuồng không? Không cho xài xuồng. Định mệnh. Chỗ kia không phải safe house nha, mình kỹ lắm rồi đó. Xuồng này chỉ cho nhảy lên thôi chứ cho không cho sử dụng. Kim Nguyên Tảo ở dưới đây làm nhiệm vụ rồi, không có luôn. À. Đâu 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 đó. Đó cái thằng sao lờ kìa kìa. Lần trước nó cũng nói cả nghìn con biến thể nhưng mà mình lên mình thấy có 4-5 con thôi. Ô. Oh. Chỉ cần lên đây là được rồi, được trở thành safe house luôn hả? Có người. Vậy ngủ ở đây chỗ nào? Bà này phải làm gì ngoài đây vậy ta? Sana. Someone close to you? My husband wouldn't go so far as to call us close though. He never forgave me that I couldn't bear him a son. Went into town from time to sell our crops and go catting about. Never could keep it in his pants. But now? Now it doesn't matter, does it? Mother tells us to respect people, despite their sins. She tells us to forgive. You've seen her with your own eyes? I mean, before the outbreak? The mother? Sure. About a year ago. Wife of a respected officer. Her husband, well, was someone. Nothing like mine. But her husband died at the start of the pandemic. Well before she took charge of the children of the sun. And we all saw her for what she really is. The old legends didn't lie. Everyone knows that now. Everyone but my husband. He never had any faith. I pray for his sinful soul. And hope it finds peace one day. How'd he die? He was a sinner. So he was punished for his sins. A zombie attack? Heart attack. He wasn't worthy to witness the coming of the God of the Sun. Mother says that when she finds the Sun God, our lands will be healed. So do you believe that? Mother keeps us safe from the plague. Everything she says has proven true. Of course I believe it. Better put your trust in her. If you don't want to repeat my husband's mistakes. Rồi, có như vậy thôi đó. Bà này cho chúng ta biết được một thông tin khá quan trọng là trước khi trở thành lãnh đạo của những đứa con mặt trời thì cái bà Đức Mẹ đó là vợ của một cái ông sĩ quan mới năm trước thôi. Được, không uổng công mình tới đây. Đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ bơi qua bên kia. Vô cái chỗ đó nha. Ủa? Còn cái thằng nó bảo đi hướng bên này. Có cái thằng nó bảo nó bị mấy ngàn con zombie. Để mình lại chứng thực một điều là cái thằng này nó nói dối kinh khủng. À có một bé phun đờm nữa kìa. Phun đờm. Thằng này giờ còn sống bảo đảm luôn. Một thằng bá dừa. Bá dừa. Chưa chết. Được. Cho mẹ ăn điện nè. Nhảy múa đi. Rồi, thì nó mới chịu chết. Cầm đao, hoàn thành phần thưởng. Dùng mũi tên bắn ngay đầu. Ủa sao nó không nói được cái gì vậy?
Để coi cả nghìn con zombie bao vây nó như thế nào. Còn sống không? Đấy, cả nghìn con zombie này, mời mọi người coi. Đấy. Cả nghìn con zombie đấy. Cả nghìn con zombie đấy. Hay nó nổ chưa? Có 4-5 con thôi. There's so many. 5.000 điểm kinh nghiệm. Lần sau bớt sợ lờ đi nhá. Please take this. You saved my life. Mấy con là cái nghìn con. Rồi. Ý, ở đây có cái safe house kìa. Đi cái này rồi chúng ta sẽ có xe. Ok. Ngay đây luôn. Bên đây có boss nào nữa không? Đây. Cái gì vậy, gì vậy? Con nào cũng đọc đi. Đây là hang ổ của bọn cướp. Chúng ta không đánh boss, chúng ta sẽ diệt cướp ở đây. Con nào cứ khạc đờm hoài. Thấy một thằng rồi. Chỉ mới dùng nó thôi. Nó hết rồi. Giờ chơi kiểu lén lút, kiểu stun đây. Lén lút đi. Mày có thằng kìa. Một thằng. Chết chưa? Thằng thứ hai đây. Hai thằng. Đấy 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 đấy. Dùng nỏ xử cho nhanh. Còn thằng, đúng rồi, còn một thằng duy nhất thôi. Nhẹ nhàng với thằng này. Còn con chó này. Phun đờm. Phun đờm. Rồi, mở cái này luôn. Chưa chết. Lì lợm. Còn một thằng thôi. Nó kìa, nó kìa. Mày. Chết chưa? Rồi đó. Súng chưa cảnh sát. Hạ hết ba bé rồi. Thấy cái nỏ này hay không? Chúng ta vô, chúng ta gọi xe thôi. Cái máy gọi xe đâu ta? Đây đây đây. Rồi. Nơi chỉ được khám phá. Người bị mất kế bên luôn. 25 mét. Ngay bên ngoài luôn. What? Có thấy người nào đâu. À, nằm trên đường. Lì. Lì. Trời ơi. Chết. Nữ đúng không? Nam, nam. Ồ, con dao đam của 19 nè.
Hey, I found a corpse. I think it's one of your people. Fuck. I really hate to hear that. Okay, thanks. Nơi chưa được khám phá. À, ở đây chỉ là một cái chạm điện thôi. Diệt sạch zombie trong này là xong. Đấy, đóng zombie trong này này. Diệt sạch zombie trong này là xong. Lần trước mình diệt hết co, hết một cái y chang vậy. Bắn vô cái này cho nổ. Chạy ra. Đơn giản. Mấy con kia lại đây, lại hết đây. Lợi đây, lợi đây. Đây nó chơi hàng rào kém gai hết. Ui, điện giật, không được. Ui dồi. Không ổn. Lên xe. Đây. Mời lại đây nếm cuồng loạn cước của anh. Lại đây. Lại đi lẻ lên. Đúng rồi, lại hết đây. Ồ, thằng kia nó bự kìa. Bự này. Ây da. Đã chết thằng bự luôn. Vô thế luôn. Thổ đá nó vô chỗ đó điện giật chết luôn. Mày. Ở đây. Mày. Ra chưa? Dùng chiêu bài đá kìa. Bài đá kìa mẹ. Dọn chết đấy. Mày. Thành tích đã bỏ quá. Đỏ cái này đi. Cái kia ghê quá. Đi rồi. Con kia trái mà chưa chết. Trái mà chưa chết. Rồi, xong hết rồi đó. Còn sóc nào không? Hết rồi. Giờ chúng ta sẽ đi loot và có thể là mình sẽ cắt bớt cái đòn loot này. Rồi, loot xong hết rồi. Đi tiếp. Phía trước đang có một cái kia. Phía trước nó đang có một cái thả ra. Thả đồ thực tế, chúng ta sẽ cố gắng để nó lấy. Ồ, cướp lại rồi. Đầu hàng. Bỏ mất dạy. Tí nữa rồi muộn. Rồi, có cái này là chắc khoảng 10.000 điểm kinh nghiệm.
máu, bây giờ mình tới 57 máu luôn. Ê khoan, xuống đổ xăng nè. Nói gì lợi chứ, nó chó kìa, nó lợi lẽ. Lợi đây, lợi đây, lợi đây. Còn 48 hướng không vậy? Từng con thôi, từng con thôi. Chúng đập chết kìa. Hậu quả của việc mất dạy. Chưa chết, chưa chết. Rồi. Ôi. Đổ xăng lẹ để tôi nói lại. Có cái gì hư hả ta? Sửa xe luôn. Có cái này hư đó. Bằng này. Để yên cho tao sửa rồi. Cái này chúng ta không thể sửa được. Bấm sửa nó không cho. Thế. Thế level 3 vậy. Cái này không được luôn. Rồi. Đây. Đây đúng không? Chính là chỗ này rồi. Có cái bồn nước. Bên trên này có gì không? Thử lên. Có mỗi lá cờ thôi chứ đâu có gì đâu. Trong này có gì vậy? Ủa cái này thì sao mà đi? Chúng ta có thể nhảy xuống đây này. Hey bud, you there? What were you and your brothers even doing in here? We are looking for treasure. We came through a hole in the roof. Rồi, mình biết rồi. Cái nhiệm vụ này là lần trước chúng ta đang chạy xe thì có hai đứa bé nó gọi qua radio. Nó nói là nó đang bị mắc kẹt trong này. Bây giờ chúng ta phải tìm cách đi vô cứu tụi nó. Đây có khá nhiều đồ nên đi loot đi. Rồi, sau khi loot sạch trong chỗ này, chúng ta sẽ tiến vào bên đây và nghe mấy đứa nhóc nói là có cái lối đi ở trên nóc nhà. Đây đúng không? Okay, then tell me exactly where you are. Kid, hey. Hey. Damn it. Có cái lối đi ở đây mà có thấy gì đâu. Đây à? Thật xăng bây giờ mình nhiều lắm rồi đấy. Chủ lực kiếm mấy cái đồ ở nóc xe này nè thôi. Cái xăng bây giờ cũng khá nhiều. Mình nghĩ chắc là ở đây rồi. Ôi, trước đó làm tí nước đã. Ai. Nó thui vậy. Ủa. Có cái gì kìa. Hey, where are you? There's nothing in here. Mấy bọn thấp này đâu. Vàng để mình lấy vũ khí ngon lành ra trước cả. Đấy.
Lần này thì mình lấy cái cung ra. Tại vì mình nghĩ là cung này có mũi tên nổ này, nó nổ tới 3 lần nó ngon hơn cái, nó ngon hơn cái cây kia nhiều. Nghĩ đây chắc sẽ có con boss đấy. Gươm đồ chơi. Đó. Cái làng gì đấy? Gì vậy, gì vậy? Can you keep it down? I mean, I appreciate the cheering section, but keep that up and I'll be drowning in biters down here. Ủa, mấy nhóc kìa. Bốn đứa. Làm trò gì đây vậy? Hey, I'm serious. Shut up, guys. Ôi, trời ơi, nó thả một con Demolisher ra. Cái định mệnh. Mấy thằng nhóc của dí. Trời ơi, trời ơi. Mấy cái thằng nhóc quỷ. Đó rồi. Đó kìa. Chúng ta sẽ đứng ở góc lắc này luôn. Khoan, để lấy lụa ra đã. Dùng súng thôi coi. Được. Lấy lụ chọi nó. Ôi trời, dính cháu, nguy hiểm quá. Ôi trời ơi, quăng. Ba giáp nó mới được. Chết chưa. Quăng cho nó 7 giáp trước đã. Ôi trời ơi. Kinh thiệt. Nó đây. Mày 7 giáp chưa con. Mới đây hết lũ rồi nhanh vậy. Để phá giáp giáp của nó trước đã. Mày ra đây. Nó ra kìa. Mày chết đi. Chết đi. Chọi đá. Trù chết luôn.
À, chúng ta lại tiếp tục à? Chết phát đó uổng quá. Ai, chế được một đống đồ và vô việc nữa thôi. Con súc vật kia đang ở bên kia. Nó đâu rồi? À, đứng đây không có tác dụng mà. Lấy mũi tên điện có tác dụng gì nó không? Đợi nhỏ coi. Nó đang mất dấu chúng ta đấy. Ấy, đam 300 luôn kìa. Ủa không phải, cái đó là chỉ là điểm kỹ năng thôi. Lấy súng ra. Súng với lũ đạn ra chơi. Đấy đấy, nó đang rút máu, nó đang bị rút máu. Đấy, nó rút máu kìa, rút máu kinh chưa. Lựu đạn phương mảnh, mình đang dùng lựu đạn phương mảnh. Con chết chắc rồi. Sắp chết rồi con à. Từng trái một. Bắt đầu dùng súng nha. Nó bẫy giáp rồi, nó bẫy giáp rồi. Nó bẫy giáp rồi. Ủa gì vừa thôi chứ mày. Tên nổ giùm tao cái. Mày bẫy hết giáp chưa? Ê, ê. Trời ơi. Ôi trời trời. Trời tôi thui.
Đẩy đẩy đẩy, kéo máu kéo máu kéo máu kéo máu. Chết một lần với mày là mày nể mặt lắm rồi. Chết một lần là nể mặt mày lắm rồi. Chết thì đừng có để chết nhục lắm. Chết kìa. Rồi. Để bị chết một lần nhục quá. Nhặt được chìa khóa gì vậy? What? What? About enough of your little game, fellas. Mấy cái thằng ngốc quỷ này. Mấy người mất tích à? Thêm một người nữa. This is Crane. I got one of your missing people here. Deceased. Ai cái chìa khóa vô đây này, chắc chắn. Nhắc phải đuổi theo cho mấy thằng nhóc quỷ đi. Vài bập tai mới được, quá quậy. Lợi dụng lòng tốt của người khác là mình chết hết một mạng. Không ngờ nó quýnh mạnh như vậy luôn, một phát chết luôn, lúc đó máu còn nhiều lắm. Máu còn 150 mấy nó quất cái chết luôn. Khó. Nhanh 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 nhanh. Công nhận giờ mấy cái mới biết mấy cái phi tiêu lửa hay thiệt. Nhưng mà trước đó chúng ta là phải phải phá được cái lớp giáp bên ngoài của nó, nếu không đánh nó sẽ không xi nhê. Mấy cái thằng kia nó dụ một đống người dân người lại đây cho cái con Demolition giết, rồi nó thu thập đồ ra đây. Đấy, mọi người coi nè, đóng bóp trên này luôn, thấy chưa. Holy shit, how many people have they fed to the big guy already? 10.000 điểm kinh nghiệm. Một nhóc mất dạy. Ok, biết bao nhiêu người bị tấn dụ lại. Ây, dài dép chưa nè. Wow, mã tấu quắm cực tốt, đam 846, lấy. Lâu lâu mới kiếm được cái đồ ngon vậy. Sơn AK 800 mấy mà chúng giờ chúng ta chế là cũng được trên 1k đấy, bảo đảm luôn. Còn 5-600 thì nếu mà chế lên nó cộng thêm cùng lắm 1-200. Giờ đang mặt đêm nữa. Chỗ này lại không phải là safe house, chúng ta không ngủ được. Ý ý. Ở đây có đèn xanh. Giờ chỉ leo lên đây thôi chứ đâu có ấy được. Đây không phải là safe house. Chạm trán ngẫu nhiên. Giờ đang là ban đêm, nơi chỉ được khám phá nữa kìa. Bốn bảy mét chỗ này nữa. Ủa sẵn gì vô đây luôn, ban ngoài ban đêm chúng ta đâu đi ra ngoài được.
có tôm trong này gì, có đồ thôi. Thường thường thì chắc không phải đồ ngon rồi. Thấy chưa? Toàn bộ phận level 1 không? Đọc 3 cái chỗ để loot đồ thôi. Rồi, chỗ này mình loot sạch hết rồi đó. Đây còn gì nữa? Nghe có tiếng zombie ồ bên ngoài, bên ngoài. Có gì bên ngoài kia? À, có người đang bị zombie tấn công. Đông quá. Đợi đáng cũng luôn. Lên cấp sức mạnh luôn. Ông này đi lên chỉ vậy. Chết mộ không? Mà cái rộng thấy. Rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Buông tôi ra. Chết luôn. Đã một con có khả năng diệt được, nó xuất hiện một lần hai con. Thế mới khổ. Sáng luôn rồi. Mai là không mất điểm kinh nghiệm. Có gì không? Lại cái rìu rồng đam có 600 mấy. Oh, 600 mấy bây giờ lấy về chế đam 700-800 chứ đâu được cao ngàn. Đây cho 10 coi vũ khí mình đang cầm nè. Đấy, 1399, 1229. Giờ còn có cần phải lấy mấy cây vũ khí 600 không? Lấy phí chỗ. Đây rồi, chúng ta đang đi tới cái khu vực xác định vị trí của ngài Volcan này. Bạn ở đây nè, đây có một cái nơi chưa được khám phá, chúng ta sẽ lên coi. Đấy, 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 đấy. Cái gì vậy? Để xe đây đi. 5 mấy mét thôi. Đấy, nghe tiếng không? Nghe tiếng nó kêu không? À, chỉ là mấy cái đồ xe của quân đội thôi. Ê, con súc vật này. Mày lợi đây. Chó lợi đây. Ê, kinh thế. Căng vậy. Căng thế. Rồi. Con này có sẵn hiệu ứng trúng độc kìa. Mày này. Còn hai con ở đây. Hai con này. Đi chết đi. Hết này luôn. Chết. Ôi đúng rồi, lục mấy thằng này để lấy đạn.
trên mấy cái xe này có cái gì mà bảo chúng ta kìm ở đây ta? À ha, lần trước chúng ta đã được ông Jassy đưa cho cái thẻ. Tranh thủ ở đây coi có gì không. Đây. Có cứu thương, gói đạn quân sự. À chưa, nó không lên được. Vậy là nó nằm trong cái xe này đúng không? Đúng rồi. Đây. Đấy. Ngon lành. Mở ra coi có gì không nào. Bản thiết kế bộ phận sức kéo quân sự thí nghiệm. Súng săn bán tự động. Sức kéo quân sự thí nghiệm là cái gì đó? Dễ luôn. Trời, bộ phận ma sát level 6 ấy. Đồ xỉn. Pháo sáng, thứ đồ đã đầy thôi, không lấy nữa. Đây, bây giờ chúng ta phải dựa vào cái này nè. Nghe tiếng tiêu. Tiếng kêu càng lớn thì có nghĩa là cái ông tỷ phú nó đang cỡ càng gần. Ôi sao hết kêu à? Còn chỗ nào nghi ngờ nữa ta? Trên đây còn hai cái chỗ nữa. Thôi bây giờ mình sẽ về xe và quay về đây trước. Có thể là ông đó cũng ở đây nữa, tại vì chỗ này nằm trong bán kính tìm kiếm. Quay về xe. Xe cách đây 90m. Bỏ cái này đi. Muốn chết lắm ư. Quay về gặp ông Bô Danh với Lazasi trước cả. Đây. Sắp lên cấp lái xe rồi. Sao nghe tiếng càng lúc càng lớn vậy? Dựng đây đi. Có thể là ngay trong này luôn. Rồi. Có thể là ngay trong này luôn. Mấy người này à? Không phải. Mấy người này chỉ là nông dân thôi. Đang trồng cái quả gì? Quả bí. Quả bí dùng trong Halloween. Đang có một người nói chuyện với mình coi. Ah, Mr. Crane, isn't it? You're really something, you know that. Never seen a man earn the trust of the children as fast as you did. They've kept an understandably low profile ever since the government banned all illegal religious sects in our country. Banned? Why? There was a massacre 50 years ago. It was chaos after that. We had to act fast, and we had no idea what should be done. It was in politics back then, but not corrupt, not corrupt. I voted against the madness, but nobody listened. They laughed at me, blamed the children, but I knew they were wrong. My mother grew up here and never had a bad word to say about the children. After I lost everything,
I came to this place and helped them start a preservation society of sorts. They kept their rituals a secret, didn't accept anyone from the outside. And for a long time I felt betrayed, Mr. Crane. I helped them survive, and they shut their doors to me. How could they? They didn't accept you into the group? No. I'm sure you can imagine how betrayed I felt. But now that the government has failed to protect its people, the children have reappeared, stronger than ever before. And after all those years, they didn't forget about me, Mr. Crane. I'm well fed, clothed, and safe. They provide me with everything I might need. I wish I could say all's well that ends well. I just hope we all live long enough to see the end of this madness. Hay thật. Nhờ có bản bị khóa mà chúng ta có thể biết được thêm nhiều những cái câu chuyện bí mật. Thì ở đoạn đầu clip thì chúng ta đã biết được thân phận thật sự của cái bà Đức Mẹ. Trước khi tận thế diễn ra mới một năm trước thôi, bà là vợ của một ông sĩ quan nào đấy. Còn ông này nè, ông này cũng cho chúng ta biết thêm một thông tin nữa là trước đây ổng đã từng làm trong chính phủ, xong rồi sau đó kiểu mà ổng xin nghỉ hay là ổng bị đuổi á, khá nhiều thông tin đấy, cũng tội ông này. Nhưng mà bây giờ ổng nói là ổng sống ở đây thì những đứa con của mặt trời chu khắp trọn mọi thứ. Có điểm kỹ năng hả? Ôi, chắc mình phải đi kiếm cái nguồn gốc tín hiệu này trước quá. Học được cách chế tạo bộ phận giảm sóc do mình mới nâng cấp cái thợ cơ khí, cái kỹ năng thợ cơ khí level 2 để chúng ta có thể sửa được những cái bộ phận hư hỏng trên xe của mình. Ông Jassy ở đâu ta? Ngay bên này có một người chúng ta có thể nói chuyện. Mình chắc mình người không phải ở đây. Đây rồi, ra siêu vào vô danh đây. Ủa, sao kêu về đây? Gặp vô danh ở trang trại ra siêu. À, ông đứng bên ngoài. Sao vô danh lại đứng ở góc này kỳ vậy? Trong này à? Đây này, mình nói chuyện với ông này rồi. Tắt đi. Nhẽo gì? Sao lần này cái ông vô danh này ổng lại núp ở đây ta? It's good to see you again, brother. This time though, I fear I carry some bad news for you. Yeah, well, I'm used to that by now. What's going on here? Kyle, you already knew, didn't you? People not getting infected, that it's just smoke and mirrors. It is the smoke, literally. Our mother found a way to fight the sickness using a certain, let's call it an elixir. You have seen it working with your own eyes. So you do have a cure? Would you call a bandage on an open wound a cure? No. What we have right now is just a temporary solution. We are working on a certain curative project, one with more permanence, but we need time, and we need peace to last for just a bit longer. And let me guess, you're running out of this elixir. Unfortunately, yes. That's why I asked you to come here. I want to offer you a deal. Find us more of it, and a fair portion will be yours. The mother will teach you how to use it. You'll be able to return to Haran with your prize, or perhaps you'll choose to stay with us. It seems like you've got an idea of where to look for this stuff. A lot of our brothers were out searching for it, and recently we lost contact with three of them. They were supposed to check a certain cave. Your seeing the mist cannot be a coincidence. It must have been spillage. Seems that someone found the elixir and ran away with it. All right, so check out the cave. Got it. Farewell, brother.
I hope the news you bring back is good. Vậy thôi ra. Ôi, tưởng thế nào. Chúng ta phải đi tìm cái một số cái loại thảo dược để chế được cái loại thuốc mà thôi miên từ zombie ấy. Vô nói chuyện với cái người trong cái chỗ này xem. Càng nói nhiều chúng ta càng có thêm thông tin. Đây đúng không? Ad ký. Không phải ad ký. What? Ủa, mấy người... À, chắc là buổi sáng họ ra ngoài họ làm việc rồi. Trên đây có cái thang rồi, lần trước mình chưa có đi. Ai đây? Come and listen to my story, mister. Yeah, I'm all ears. It's a beautiful story about pride, prejudice, war, and peace. It starts in the olden days when people still were honest and true. And there were... Đậu phộng tưởng gì. Lại nghe cái thằng da sai xỉn. Giờ nó ngủ gục luôn à. Không làm việc suốt ngày sai xỉn. Nó gặp mình là cái chủ khu này. Mấy thằng da sai xỉn như thế này là mình đuổi đi hết. Làm không lo làm, suốt ngày nhậu nhẹt. Tận thế đến nơi mình vẫn nhậu. Xác định vị trí ngài Vulcan như vậy là ngài Vulcan không có trong này. Tín hiệu nó không có trong này ta. À quên. Đây. Bỏ gan con gì vô. Bỏ gan con motor vô. Nhớ lần trước săn được mấy con. Không biết bỏ chưa ta. Nó à bỏ rồi. Thôi, đi tiếp thôi. Vì là không có trong này. Để ra xe đi đã. À, gọi xe lại đây đi. Không biết ông nội đó đang ở đâu. Đấy. Đấy. Đây rồi. Cái dù của ổng đây này. Guys, I found Dahl's transmitter. See, Tolga? Told you he was going to find him. Pay up. Wait, Crane. Is Mr. Dahl all right? It's hard to say. Ha! He's dead! You lose, Vadim! I don't know if he's dead, guys. I just found his backpack. No sign of the man himself. Any ideas? We're geniuses. Of course we have ideas. We're prepared. Not that we didn't trust the man, but he has another transmitter in one of his shoes. Set the tracking device to your second channel and move on with your investigation. Tiếp tục điều tra nữa. Thôi quay về xe thôi. Sao anh vô đây tín hiệu mạnh dữ vậy?
trong này à? Không phải. Trong khu này chắc chắn luôn. Đây 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 đây, rồi rồi rồi, cho đây nè. The hell, you're not Vulcan doll. Was I supposed to be? Where did you get those boots? Hey, he didn't need them anymore. Lay off. Did you kill him? Where is he? Hey, he turned. I killed a monster, not a human. Shit. Where? Shot him straight through the head. No, you idiot. Where is his body? Oh, not far from here. Listen, I can pay you for these boots if they're so important to you. No problem. Just forget it. 2500 điểm kinh nghiệm. Công tình nãy giờ. Guys, I found Dahl. Bettine, Tolga, you there? Where'd you go? God damn it. Help! We're surrounded! Oh, scream louder, Fatin. Maybe they'll figure out where. The train! On the bridge! Go away! Tell them we have portable photon throwers. A photon thrower? That's just a flashlight, Tolga. As if they know what photons are. Bastards! Tolga, cover me! With what? A stick? Get away from that door! Đây đây. Đó rồi. Bây giờ ông này đang mang này. Ở trong đó nó có một... Nó gắn một cái tín hiệu. Một máy phát tín hiệu nhỏ. Do hai cái thằng sinh đôi điên điên khùng khùng nó gắn vô. Để phòng trường hợp sau này gì. Nếu mà nó giúp cái ông tỷ phú Vogando á. Thoát khỏi đây. Mà ổng trốn nó. Ông trốn không trả tiền cho tụi nó thì tụi nó có thể lần theo dấu vết. Có hai cái máy phát tín hiệu, một trong giày của ổng và một trong cái túi sách của ổng. Rốt cuộc theo dõi nãy giờ thì ổng đã biến thành zombie và bị cái ông này giết. Sau đó ông này thấy nó giày đẹp cho nên ông lấy. Tốn một đống thời gian vô ích. Thôi chắc mình sẽ dừng tập này đây luôn á. Còn hai cái thằng sinh đôi kia thì cứ kệ cha đi. Nó không có chết đâu. Hai quỷ rất sống lâu lắm. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share video clip cũng như kênh để mau chóng đạt 1k sub nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.